Quý vị những ngày qua bài viết với nội dung kêu gọi hỗ trợ gia đình của bé sơ sinh tử vong được đăng trong nhóm quê tôi thới hòa trà ôm trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên ngay bên dưới bài đăng này thì nhiều bình luận cho rằng chủ tài khoản đã đăng thông tin không có thật nhằm lừa đảo. Ngày 23 tháng 5 năm 2023, thông tin từ công an huyện Trợ Ôn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Vĩnh Long xác minh truy tìm người đăng tải thông tin bị đặt về việc hỗ trợ gia đình của bé sơ sinh tử vong. Đồng thời, xác minh động cơ, mục đích của người đăng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện lúc 1 giờ 21 phút ngày 22 tháng 5, tài khoản Facebook tên Trường Phụ Hồ đã đăng vào nhóm Quê tôi Thới Hòa Trà Ôn trên mạng xã hội Facebook thông tin sai sự thật về việc hỗ trợ gia đình bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết có nội dung bé sơ sinh bị bệnh nan y đang được điều trị ở bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh được hơn một tháng nhưng bé không qua khỏi và đã mất. Thông tin còn nêu, gia đình bé tử vong đang gặp khó khăn, không còn tiền thuê xe đưa thi thể con về quê mai táng và mong được sự giúp đỡ chi phí đưa bé về quê mai táng. Bài viết còn đăng kèm hình ảnh, giấy chứng tử giả, số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản kèm số điện thoại liên lạc. Qua xác minh, công an huyện Trợ Ôn xác định vụ việc này không khó thật. Đồng thời khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật do một số người tự tạo dựng các kép hình ảnh, bị đặt nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện trợ ông thông báo cho người dân không nên tin, không nghe theo nội dung bài viết này. Người dân khi tiếp cận các nguồn thông tin trên mạng xã hội nên thật sự tỉnh táo, cần kiểm chứng, xác minh tính chính xác của nguồn tin để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng, cũng như lan truyền thông tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem!